Hello, cả nhà yêu. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mai Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Mọi người hôm nay Mộng ăn bún với mọi người. Mộng làm món bún. Bún thịt luộc. Với tàu hủ nha mọi người. Hủ mình mua về mình bỏ vô dầu vô mình chiên cho giòn rồi ha. Thịt luộc cho mọi người. Thịt luộc. Khí thịt đều luộc cho mọi người. Thịt luộc thịt mình bỏ nước vô. Bỏ muối, bỏ miếng muối, miếng đường. Uống bột ngọt, đưa nước, uống cà phê cho mọi người để mình luộc. Luộc thăm mình biết thịt mình mềm là chín, lấy đũa mình xơm, nó lủng mà nó không có ra, không có ra nước đỏ, là nó chín rồi mọi người. Làm nước mắm. Mình mới làm xong. Mắm chua ngọt cho mọi người. Thịt mình đã chín rồi, mình tắt lửa. Có hủ cũng chín luôn. Vàng. Hello cả nhà yêu. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mai Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Hôm nay Mộng vào bếp nấu cơm. Hôm nay món bún, bún thịt luộc, tàu hủ chiên nha mọi người. Nước mắm, chua ngọt. Mọi người cùng vào bếp rồi với Mộng nha. Cái này bún. Bún Mộng mua về. Cũng mang bao tay mọi người. Rồi mang bao tay bún nó dính ngon luôn. Ê, chị thích đi chỗ khác rồi đó. Một ký rưỡi bún nha mọi người. Bún nha mọi người. Thank you.
Đậu hũ nha mọi người. Thịt lột nha mọi người. Cũng mồm ăn là phải nên gia vị cho nó như này nghe mỗi nhất lắm. Sữa như thôi còn lâu mọi người, không có gia vị là tôi cũng mỏng không chị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hello cả nhà yêu. Hai người cùng vào bếp làm bún với mọi người. Hôm nay mọi người ăn bún những cái thịt lộn cho mọi người ta hủ. Hello, có gì mời cả nhà yêu nha. Sống cùng các bạn luôn. Cắt một mớ, một mớ ai muốn cuốn bánh tráng thì cuốn nha.
Mai thích ăn bằm thì bằm ra nha mọi người. Mai thích ăn nguyên trái thì ăn nguyên trái. Nghe đồ ăn có mấy cúng nhỏ. Ngày nào cũng phải nấu đồ ăn mới cho tụi nó ăn. Đồ ăn dễ là tụi nó không chịu ăn. Làm gì? Làm gì? Làm bánh chém gì ăn? Ra cái nhà chứ mà không xong nữa mọi người. Hello cả nhà yêu, đó là bánh chén, bánh chén với bún mà ăn bún, bún thịt lộn tàu hủ mọi người, như bánh chén hai cuốn gì cuốn ăn bún gì ăn mọi người. Ôi, cùng ăn với mộng nha.
cả nhà yêu. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mai Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Ngoài cả nhà ăn bún nha, nãy giờ Mộng làm bún. Giờ xong rồi, giờ bắt đầu ăn nha mọi người. Mời mọi người. Mọi người cũng ăn với Mộng nha. Không ai cầm điện thoại lên. Có nghĩa là mình đã làm xong bún rồi nhưng mọi người làm gì vậy? Bún thịt lục và hủ nha mọi người. Rồi có bánh tráng. Mọi người ăn ớt nhiều nên bỏ ớt ít. Nhiều cay quá anh thấy ăn không được. Mắm Mộng mới làm xong. Uống đi mọi người. Tàu hủ chiên giòn, thịt luộc, rồi cuốn bánh chén mọi người. Rồi mời mọi người cùng ăn với Mộng nha. Mộng kết thúc video của mọi người. Mọi người xem thấy hay thì ủng hộ video, đăng ký kênh cho Mộng nha. Bye bye cả nhà yêu, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Hello cả nhà yêu, Mộng đã nấu xong rồi mọi người, làm xong rồi mọi người, giờ ăn thôi nha mọi người. Mọi người cùng ăn với Mộng nha.